Xin chào các bạn đến với kênh Huy Ma Bangkok YouTube. Hôm nay Huy Ma sẽ giới thiệu đến các bạn một cái khách sạn có một cái view không thể hoàn hảo hơn để nhìn ngắm con sông Chao Phraya ở Thái Lan. Nằm dọc trên sông Chao Phraya, Shangri-La Bangkok có trung tâm thể dục rộng 10.000m2 và Chi The Spa at Shangri Bangkok từng đoạt giải thưởng. Trong số 9 lựa chọn ăn uống của khách sạn này, có nhà hàng từng đoạt giải thưởng. Du khách có thể tham gia các hoạt động thể dục nhịp điệu và khiêu vũ hàng ngày tại khách sạn hoặc chơi tennis Shangri-La Bangkok. Cũng có hồ bơi, spa, phòng sông hơi khô và ướt. Tại đây còn có các tiện nghi như khu mua sắm, phòng khám, trung tâm dịch vụ doanh nhân. Với tầm nhìn ra quang cảnh thành phố hoặc dòng sông, phòng nghỉ tại Shangri-La có lối trang trí kiểu Thái Lan với đồ nội thất bằng lụa và gỗ. Mỗi phòng đều được trang bị tivi truyền hình vệ tinh màn hình phẳng, cách an toàn và mini bar. Ẩm thực Thái Lan chính thống được phục vụ tại nhà hàng Salathip, nơi có du khách có thể thưởng thức nhạc sống và tận hưởng bầu không khí sang trọng ấm cúng. Nhà hàng Horizon High River Cruising phục vụ tiệc từ lựa chọn quốc tế trên thuyền riêng đi trên sông, mang đến trải nghiệm ăn uống lãng mạn. Tọa lạc tại khu xì lõm gần nhà Huy Ma Bangkok đó, Shangri-La Bangkok thì nằm tiếp giáp với BTS Skytrain Saban Taksin. Cả thuyền đưa đón đến cái ai cần xỉ ám bên kia kìa. Bây giờ Huy Ma sẽ nói trực tiếp nè. Khung cảnh mà Huy Ma rất là không biết phải nói gì, thì ngồi im re nãy giờ ngồi ngắm con thuyền đèn và những cái con thuyền từ chiều tới giờ. Huy xin được review ở căn phòng này, khách sạn Shangri Hotel, rất là thích luôn mọi người ơi. Cái view này mọi người ơi rất là đẹp luôn. Đây là có một cái con cầu bắc ngang, gọi là cầu rung thép, là cầu của thủ đô Bangkok. Cái cầu này á, cho nên là khi mà ở cái khách sạn này á, thì Huy cả cảm một cái cảm giác là giống như là mình đang ở New York City, New York, thành phố New York á. Có cái con cầu đi ngang, xe rất là đẹp luôn, xe hơi không à. Và có một đặc biệt là ngay ở bên kia là ngôi nhà ma của Thái Lan. Ngủ ở đây nếu mà sợ ma thì thấy cái ngôi nhà ma bên kia. Và ở dưới đây có hồ bơi, cũng như là con sông Chao Phraya này rất là nổi tiếng và rất là lớn. Nhưng mà mỗi khi mà ngắm con sông này là Huy không hiểu sao Huy rất là buồn. Và Huy nhớ đến chị, cái diễn viên nổi tiếng của Thái Lan đó là Teng Monita. Chị đã tử nạn trên con sông này, nhưng mà không phải là khúc này mà khúc ở bên kia kìa. Khúc bên kia thì mọi người nó xa xa một chút. Và cái khách sạn này, cái giá của một căn phòng là 5.000 bạc, là mọi người có thể ở là khoảng 3.500.000. Nhưng cái căn phòng của Huy Ma đang xin để review là nó sẽ có giá 7.000 bạc. 7.000 nhân 7 nhân cho 7 là cho 7 đi, đôi lúc nó sẽ hơn nha, là 5.000.000 đó mọi người. 5.000.000 thì mọi người có thể ở căn phòng có cái view này, còn 3.500.000 thì nó sẽ không có cái view sông này đâu. Tại vì cái view nó cũng rất là đắt tiền đó mọi người, cho nên là Huy rất là mê. Và bên kia nó có một cái vòng xoay này này. Đó, nó gọi là Asian Tico. Đó là cũng một cái nơi để rất là nhiều du khách Việt Nam tới du lịch và để các tour dẫn đi theo. Bên đó cũng có những cái khu mô rất là lớn. Bây giờ mình sẽ khám phá căn phòng này như thế nào nha. Căn phòng này thì có người ta sẽ chuẩn bị cho mình trái cây nè mọi người ơi. Có thanh long, cam và táo. Có dĩa cho mình và có một cái bàn làm việc ở đây. Và có một cái tivi bự nè mọi người ơi. Đây, cái tivi bự. Thì bây giờ mình sẽ khám phá là cái bức tranh nè. Ở đây có một cái bức tranh. Và nước thì có hai chai nước cho mình ở bên đây nha mọi người. Đèn đóm thì người ta làm cũng rất là ok, nhưng mà ăn tiền là cái view. Máy lạnh âm tường và tủ thì còn có bàn ủi mọi người ơi. Đây bàn ủi, và nếu mọi người tới đây thì có thể dùng những cái áo này để ngủ tắm nha. Và có một cái bàn ủi nè mọi người, có một cái bàn ủi và một cái bàn lè đó. Đây mọi người thấy bàn ủi và đang chuẩn bị cho mình rất là đầy đủ và tươm tất. Có mấy người thấy thích lấy mấy cái đôi dép này về đó. Còn bên này thì có một cái két sắt cho mình nè mọi người. Đây két sắt này nhờ người quay cho nên người ta không có biết ý lắm, mọi người thông cảm nha. Đây có két sắt và có những cái tủ đựng đồ cho mình khi mình đi du lịch nè mọi người. Và có một cái bàn, cái gương ở đây, có một cái gương, xong rồi toilet.
Tôi đấy thì luôn có những cái body lotion này mọi người, đó có những cái dầu gội rất là thơm dành cho khách sạn 5 sao với cái giá như thế này, thì có cái bồn tắm. Thì toilet Huy không có ngại, Huy nói chung là Huy không có quay chủ yếu toilet, mà quan trọng là nằm ở đây và ngắm cái view ở đó thì rất là đẹp thì rất là ăn tiền cái view này, không thể nào mà đẹp hơn được. Nói chung là khách sạn này là ăn tiền cái view. Và khi bây giờ Huy sẽ xuống dưới đó và review cho mọi người về cái hồ bơi này, về cái không gian xung quanh của khách sạn này rất là sang trọng và thú. Mọi người hãy tiếp tục đón chơi nha. Đây, ở trong đây nó có một cái tủ lạnh, để trong cái tủ gỗ đẹp đẹp cho mình nha mọi người. Ồ, sao tủ lạnh nó chắp chá vậy, chết mẹ. Còn ở bên đây không thì có đường, có cà phê nè, có cà phê cho mình nè, đó mấy cái loại cà phê deep man. Còn bên hông thì nó sẽ có cho mình cái tách trà để mình pha cà phê rồi đó nha mọi người. Đây, khách sạn này ở dưới này là khu bán những cái bánh này rất là ngon và đẹp mắt luôn mọi người ơi. Coconut cookie nè, Fleur de Sel chocolate cookie, Blue Fly cookie này, rất là nhiều là bánh pro chocolate, salted pistachio này, almond rochi này, white chocolate, almond raisin rochi chocolate, strawberry yogurt, quá trời luôn, đẹp mắt lắm mọi người ơi. Và trời, có con heo sô cô la này, hình con heo, chết cha, trời ơi đẹp quá. Cái hạt cacao này mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ vào mình khám phá cái căn phòng người ta bán sô cô la rất là đẹp mắt nha. Đây, mấy anh chị nhân viên ở đây nè. Huy quay cho mọi người coi, ở đây làm bánh nè, rất là đẹp mà cũng không có mắc lắm. Khách sạn 5 sao mà cái bánh The Purple Swan nè, 180 bạc là khoảng như 140.000 Việt Nam mình đó. Nó có cái bánh giống cục xà phòng lắm mọi người, cái bánh giống cục xà phòng lắm nè. The Boat, cái thuyền 200 bạc, 150.000 á mọi người, đó nhiều loại bánh quá hơn, quá trời bánh luôn, quay không kịp luôn á trời. Đây, Huy sẽ quay tiếp nè, bánh strawberry nè, cà rốt. Nó có cái capsule mousse này mọi người, cái này là cà phê mà nó làm cái hiệu cái kiểu hay là sô cô la vậy ta. Capsule là thường là cái để bỏ trong máy cà phê nè, chắc nó làm màu cái kiểu lạ lạ, đẹp mắt quá ha, hay ghê luôn. Happy relax let's go love luck với lại courage, wow hay quá, rất là nhiều là bánh và cà, chúng ta có thể ngồi đây uống cà phê chứ không cần phải ở trên này mới được vào cái trong cái khu này nha. Mình uống cà phê và mua những cái lò bánh này cũng được đó mọi người. Đó, ở trên này chị nhân viên ở đây mặc đồ rất là đẹp nha, những cái loại cà phê nè, những cái loại sô cô la rất là đẹp. Wow. Đó, những nhân viên mặc đồ rất là đẹp và không gian của cái này rất là cực đẹp luôn mọi người. Nhìn bên kia là icon xì ảm á, và Huy sẽ ra ngoài đó Huy quay cho mọi người coi là nó đẹp như thế nào khi mà nhìn nhìn cái khung cảnh của cái này, nó giống như Park Hyatt với là Caravelle ở Việt Nam mình á, cái khung không gian này y chang luôn, nhưng mà ở đây nó hơn Park Hyatt với lại Caravelle là gì, là nhìn đó, đây cái view này. Trời ơi, có cái view cái thuyền kìa trời ơi, hồi nãy trên phòng á Huy đi lên đã review á, Huy xin review là Huy ngắm cái Huy ngơ ngẩn, Huy ngắm cái view luôn. Mọi người coi nè, cái thuyền đi tới này nha. Đó. Cái thuyền y như cái nhà luôn. Trời ơi, có kìa. Đó, đẹp quá. Bên kia là Icon Siam, một trong 10 cái mò lớn nhất thế giới luôn á. Còn đây là thuyền buổi trưa nhìn đẹp lắm. Còn bên đây là cái cầu. Quá trời đẹp. Ăn tiền là cái view mọi người ơi. Đẹp chưa nè. Huy Ma rất là mê mẩn cái khách sạn này vì cái view Huy ngắm hoài luôn. Và ở đây có piano và người chơi trống chơi nhạc sống cho những cái du khách hoặc là những cái người tới uống cà phê hoặc là những cái du khách mà ở trên này xuống khu lobby để mình thư giãn, thì có cả nhạc sống chứ không cần phải mở đĩa, tại vì 5 sao thì nó sẽ cái sự tương thích của với cái giá tiền nó sẽ nhờ vào những cái review, những cái public area, cái cộng đồng, cái không gian chung thì nó sẽ cao cấp hơn đó mọi người. Và nó có bán luôn cả những cái loại nến. Cái không gian của khách sạn này nó rất là đặc biệt, nó có Huy không có nhiều thời gian cho nên là chưa có lên được cái tầng thượng để review cho mọi người. Bây giờ Huy sẽ review ở dưới, tại vì Huy thấy nó đặc biệt hơn là nó có một cái a grand ballroom, là ở trong này nó có những cái thương, những cái cửa hàng cho một cái khách sạn luôn. Người ta may vest, người ta bán những cái đồ souvenir lưu niệm trong này nè mọi người. Và
có, nhưng mà bây giờ là giờ đóng cửa rồi, cho nên là quay cũng không có được gì. Có bán vàng vàng bạc hồi nãy, mấy cái hạt nhẫn đồ người ta trưng ở đây, xong rồi tự đi về người ta hốt vô hết cho sợ ăn cắp á, sợ ăn trộm á. Vàng bạc kim cương không à, đó mấy cái shop giờ đã đóng cửa rồi đó, bán đồ cho những cái du khách này mọi người. Những cái đồ ở đây, khu này Ả Rập Xê Út nè, đồ sẽ Ả Rập Xê Út rồi, chỗ đây bán vest cho các phụ nữ. Tối thu giờ sao quay trời, vậy thôi đi ra. Không gian của khách sạn đẹp không nè, đây là quầy tiếp tân, mọi người có thể tới đó để check in và lên phòng khách sạn bằng những cái lối như thế này nhé. Hoa lan là hoa lan tươi không á, hoa lan tươi nè, khách sạn 5 sao mà, cho nên là phải trưng hoa lan tươi mới thích ứng với cái giá tiền mình bỏ ra ở đây chứ. Một cái phòng mà tới 5 triệu mà mọi người. Đó, những cái không gian tươi thì mình thấy nó cũng đã hơn, mình thấy nó đập cho mắt mình xuống. Đó, và người ta có bán nến luôn nè, bán nến và những cái gì ta, Essence of Shangri-La của thương hiệu của người ta luôn á. Và cái trầm hương thơm nè, cái nến tới 1.000, 1.200 luôn á, là giống như là 1 triệu luôn á trời, 900.000 luôn á. Đó, rồi cái dầu thơm cũng có luôn ông nội ơi. Nè cái giá nè mọi người, dầu thơm nè. Dầu thơm là nhiêu? Dầu thơm là perfume hả? Đâu, cái đây là tinh dầu ở trong phòng tới 2.600 luôn á trời ơi, là trời, 2 triệu. Đây là phòng xịt 1 triệu mấy. Đâu giờ nến là 900.000 này, 1.200 bạc là 900.000 á. Essence oil là 600 bạc. Ủa có cái dầu thơm nữa mà. Cái này là room spray hả? À, room spray. Room spray là tới 2 triệu luôn á trời. Ơ à, không, tới 1.700 là khoảng 1 triệu mấy á, 1 triệu 2 á mọi người. Đó, quá trời quá đất luôn nè. Ồ, cái đèn pha lê ngay cái tiền sảnh cũng đẹp quá không. Wow. Quá trời đẹp, ra ngoài mới đẹp hơn nè. Ra ngoài này mọi người, coi ra ngoài trên cái tường này nha. Cái anh mà phục vụ đứng đón taxi cũng mặc đồ cho đẹp nè. Đó, mấy cái người đây làm việc nhờ tiền tiếp cũng có để có lương thêm á. Đó, đây những cái vô lối vào khách sạn là phải check cái check cái túi sách đó mọi người, check in nè. Đó, check in on you nè mọi người, sharing and caring feeling of flight như là sell in your hand. Đó, nói chung là mình sẽ check in để đi vào trong nha. Đó, khách đi ra thì có người đưa rước lên taxi nè. Không biết có cho tiền tiếp không trời. Đây, cái con gỗ cái con voi gỗ rất là đẹp nè, thấy không? Và đây là những cái bịch bánh The Chocola Botico từ trong cái khách sạn mà đó. Nếu mà mọi người muốn đi uống cà phê và ngắm cảnh này thì có thể vào đó uống cà phê, mua bánh. Và Huy có một cái tip lưu ý là mọi người đến ban đêm á, thì cái bánh của giá của nó sẽ giảm 50%, cho nên là Huy mua 50% để Huy ăn nè. Và Huy hy vọng cái clip này á, thì mọi người sẽ thấy được một cái khách sạn có cái view rất là đẹp, nhìn ra sông Chao và những cái khung cảnh ở bên ngoài về không gian, cũng như là những cái đèn đóm ở bên ngoài, cũng như là cái view bên trong, là có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình. Và Huy hy vọng clip này mọi người sẽ thích thú. Chào tạm biệt, bye bye.